Cảm ơn các bác đã quay trở lại kênh YouTube Đồ Gỗ Bảo Đại chúng em ạ. Dạ, trong clip ngày hôm nay em muốn giới thiệu đến cho các bác về một số sản phẩm đồ gỗ và tranh treo tường ạ. Sản phẩm đầu tiên hôm nay em muốn giới thiệu đến cho tất cả các bác đó là một bức tranh chữ tâm ạ. Đầu tiên cũng xin đo thông số cho tất cả các bác về bức tranh ạ. Bức tranh này có chiều ngang là 70 cm ạ và chiều cao là 60 cm nha các bác. Em xin đến gần để em quay chi tiết hơn cho tất cả các bác về bức tranh chữ tâm này ạ. Đầu tiên bức tranh chữ tâm này có chất liệu là gỗ vụ ạ, hay còn gọi là gỗ vụ mật. Ở đây phần chính giữa đây các bác xem ạ, đó là được khảm một chữ tâm luôn nhé các bác, đó được khảm ốc xà cừ rất là đẹp luôn ạ. Đây phần trên cổ ạ, nó này các bác xem ạ, được khảm cảnh chim hoa này, đó và đi xuống bên dưới bên đây ạ, nó là cảnh ạ, nó là sen vịt sen cò, đó các bác xem ạ, nó khảm ốc xà cừ rất là đẹp luôn nhé các bác, đó các bác xem ạ, các đường nét ạ, cắt tỉa ạ, đó rất là chi tiết và sắc nét ạ. Lòng ván bên trong là lòng ván liền luôn nhá các bác. Đây các bác xem ạ, đó các bác xem những đường ô vàng, đó những đường viền ạ, chạy quanh chữ tâm luôn nhá các bác. Đó các bác xem ạ, vân thì vân gỗ rất là đẹp luôn ạ. Đến ngoài khung thì các bác xem ạ, đó những đường truyện ạ, đó các bác xem ạ. Em quay mặt sau cho các bác xem ạ. Gỗ thì cũng rất là liền lạc và dày dặn luôn nha các bác. Về bức tranh chữ tâm này em cũng xin báo giá giao lưu với tất cả các bác, giá là 4.200.000 ạ. Em cũng bao miễn phí ship toàn quốc cho tất cả các bác ạ. Và sản phẩm tiếp theo em muốn giới thiệu đến cho tất cả các bác đó là một chiếc đĩa ạ. Và chiếc đĩa này có chất liệu là gỗ vụ ta nha các bác, hay còn gọi là vụ Quảng Bình ạ. Đầu tiên em cũng xin đo kích thước cho các bác về chiếc đĩa ạ. Đĩa ở đây em đo có đường kính là 38 cm nha các bác. Em xin đến gần để em quay chi tiết hơn cho tất cả các bác. Chiếc đĩa này để cảm cảnh anh hùng tư ngộ nữa nha các bác, đó các bác xem ạ, để cầm ốc Singapore 7 màu ạ, cực kỳ là vip luôn ạ, đó các bác xem, đó các bác xem ạ, đó những đường nét cắt tỉa ạ, đó rất là tơ tóc và sắc nét ạ, đó thế mình nhìn vào chiếc đĩa ạ, nhìn cực kỳ là có hồn luôn ạ. Đó các bác xem ạ, đó vân gỗ ạ, đó vân gỗ thì cực kỳ là đẹp luôn ạ. Các bác xem video thấy hay thấy đẹp có thể cho em xin một like, một đăng ký kênh ạ, để em có thêm động lực phát triển kênh và giới thiệu đến các bác nhiều sản phẩm hơn nữa ạ. Em quay mặt sau cho các bác xem ạ. Gỗ được nguyên một khối luôn nhé các bác. Đó các bác xem ạ. Rất là dày dặn và liền lạc ạ. Đây các bác xem ạ. Chất liệu gỗ ạ, chất liệu là gỗ vụ ta hay còn gọi là gỗ Quảng Bình ạ. Đây các bác xem. Đó được khảm ốc ạ, Singapore 7 màu. Siêu phẩm VIP bên cơ sở đồ gỗ Bảo Đại chúng em ạ. Đó, ốc đỏ nửa vàng chanh luôn nha các bác. Đó, các đường nét ạ, cắt tỉa. Cực kỳ là tơ tóc và sắc nét luôn ạ. Là với chiếc đĩa này em cũng xin báo giá giao lưu với tất cả các bác. Giá là 7 triệu ạ, em cũng bao miễn phí ship toàn quốc cho các bác với chiếc đĩa anh hùng tư ngộ này ạ. Và sản phẩm tiếp theo em muốn giới thiệu đến cho tất cả các bác. Đó là một chiếc bàn kỷ ạ. Chiếc bàn văn kỷ, mình gọi là bàn văn kỷ tứ ninh nha các bác. Đầu tiên em cũng xin đo thông số cho tất cả các bác. Đấy, chiếc bàn văn kỷ này ạ. Tổng chiều dài em đo là 95 cm và chiều sâu em đo là 45 cm ạ. Xin đến gần để em quay chi tiết hơn cho tất cả các bác. Đấy, chiếc bàn văn kỷ. Chiếc bàn văn kỷ này có chất liệu là gỗ vụ hay còn gọi là gỗ vụ mật. Đây các bác xem ạ. Ở chính giữa đây ạ, à, nó là được hình con phượng nha các bác. Đó, các bác xem ạ, à, được đục chạm ạ, à, tứ diện ạ. À. Đây các bác xem ạ, à, nó các đường đục chạm ạ. À. Ở bên này và các bác xem ạ, à, được đục chạm này con kim quy nha các bác. Đó. Bàn văn kỷ này được đục chạm tứ diện luôn nha các bác. Đó. Gỗ thì rất là liền lạc và dày dặn ạ. Đây các bác xem ạ, bên này là một con lồng ạ. Đó, con nong ạ. Nong đi quy phụng đây các bác. Đây các bác xem. Đó. Bàn văn kỷ ạ, được đục chạm tứ diện. Gỗ rất là liền lạc và dày dặn ạ. Đây mặt sau đây các bác xem ạ. Đó. Gỗ thì rất là dày luôn ạ, trong ngoài như nhau. Nên đến mặt đây các bác xem ạ. Đó, được
đục chạm. Đó, kiếm mặt luôn nha các bác. Đó, các bác xem ạ. Đục chạm rất là thủ công thôi. Lòng ván bên trong là ván liền luôn nha các bác. Đây, bốn đầu góc ạ. Những hình con rơi ạ. Đó. Với chiếc bàn văn kỷ này em cũng xin báo giá giao lưu với tất cả các bác. Giá là 4.200.000 ạ. Em cũng bàn miễn phí ship tận nơi cho tất cả các bác. Và sản phẩm tiếp theo em muốn giới thiệu đến cho tất cả các bác, đó là một bức tranh Phật Bà Quan Âm ạ, được tỉa truyền thần nữa nha các bác. Đầu tiên cũng xin đo thông số cho tất cả các bác về bức tranh Phật Bà này, Quan Âm này ạ. Tổng chiều cao em đo là 80 cm ạ, và chiều ngang em đo là 50 cm ạ. Em xin đến gần để em quay chi tiết hơn cho tất cả các bác về bức tranh Phật Bà Quan Âm ạ. Bức tranh Phật Bà Quan Âm có chất liệu là gỗ vụ hay còn gọi là gỗ vụ mật ạ. Và được thảm ốc xà cừ rất là đẹp luôn nha các bác. Đó, đầu. Đó, bác xem ạ. Đầu tiên em muốn giới thiệu cho các bác ạ. Đây, đó. Đầu xem ạ, gương mặt được tỉa truyền thần luôn nha các bác. Đó. Ốc xà cừ ạ, các bác xem ạ. Đó. Cái đường nét cắt tỉa rất là tơ tóc và sắc nét ạ. Đó. Các bác xem ạ, đó, để hoa sen mẹ đứng ạ, đó, các bác xem ạ, đó, Phật Bà Quan Âm ạ, đó, gương mặt ạ, đó, ánh hào quang này ạ, đó, các bác xem, được tỉa truyền thần ạ, rất là có hồn luôn nha các bác, lòng ván bên trong là lòng ván liền ạ, đó, các bác xem ạ, các bác xem chưa kỹ chưa rõ, có thể kết bạn với em qua số điện thoại Zalo 0944058145, để em có thể ghi chi tiết hơn và giao lưu với tất cả các bác ạ. Và với bức tranh Mẹ Phật Bà Quan Âm này em cũng xin báo giá giao lưu với tất cả các bác, giá là 9.000.000 ạ. Em cũng bao miễn phí ship toàn quốc cho tất cả các bác ạ. Và sản phẩm tiếp theo em muốn giới thiệu đến cho tất cả các bác, đó là một chiếc tủ bầu ạ. Và chiếc tủ bầu này có chất liệu là gỗ vụ hay còn gọi là gỗ vụ mật ạ. Đầu tiên em cũng xin đo thông số cho tất cả các bác về chiếc tủ chùa bầu này ạ. Chiếc tủ chùa bầu này có tổng chiều cao là 247 cm, chiều ngang là 150 cm và chiều sâu là 45 cm ạ. Vậy em xin đến gần và em quay chi tiết hơn cho tất cả các bác về chiếc tủ bầu này ạ. Đầu tiên nhìn đến phần trên cùng này các bác xem ạ. Chiếc tủ bầu này được đục tích Tam Quốc nha các bác. Là phần trên cùng đây các bác xem ạ. Đó là được đục chạm ạ. Ba anh em Tiết Nghĩa Vườn Đào ạ. Đó các bác xem ạ. Các đường nét ạ, đục chạm rất là các đường nét đục chạm rất thủ công luôn nha các bác. Đó, các bác xem ạ. Đấy, các bác xem ạ, được thảm ốc ạ, xà cừ ạ, rất là đẹp luôn ạ. Đó, các bác xem những đường oval, những đường dây neo nhân chi ạ. Đó, được thảm quanh mặt tục luôn nha các bác. Đấy, đi phía bên dưới cánh này các bác xem ạ. Đó, gỗ cũng rất là liền đặc và dày dặn trong ngoài như nhau ạ. Đây các bác xem phần dưới đây, đây, đó. Các bác kiểu khô phu đi gánh củi ạ. Đây các bác xem ạ, đó. Các đường đục chạm ạ, cũng rất là kinh bong luôn nha các bác. Đây các bác xem, rất là thủ công luôn ạ. Đây bên trong này các bác, đó. Đó mình sử dụng ạ, được đồ ạ, đó. Rất là tiện nghi luôn. Đây phần xuống dưới đây các bác xem ạ. Đó. Cái tủ bầu này bên này hai được hai cánh nha các bác. Đây các bác xem ạ. Được khảm cảnh tích luôn nhá các bác. Đó các bác xem ạ. Ốc xà cừ rất là đẹp luôn ạ. Đây các bác xem ạ. Đó, cái đường nét cắt tỉa đây các bác xem rất là có hồn luôn ạ. Ở đây các bác xem ạ, đi đến bên ngoài đây các bác ạ. Đó, cái đường dây neo liên chi ạ, những đường oval ạ. Đó, chạy quanh luôn nhá các bác. Đó. Ở đây phía bên dưới ạ. Đó, những đường dây neo liên chi. Đó các bác xem. Ở dưới ạ, được đục chạm ạ, đó, đường chuyện. Ở chân ạ, đó, chân được uốn cong thì các bác xem. Đó. Ở phần chính giữa ở đây, ở dưới đây có một cái ngăn kéo nữa nha các bác. Đó, các bác sử dụng ạ, được đổ rất là thoải mái luôn ạ. Đây các bác xem, các đường đục chạm ạ, nó rất là kinh bong luôn ạ. Đó, gương mặt thì đục chạm. Đó. Nhìn cực kỳ là có hồn luôn ạ. Đây các bác xem phần chính giữa ở đây ạ, đó, bác xem ạ, những đường oval, những đường cắt tỉa, đây, sang cánh bên này đây các bác xem ạ, đó, ốc xà cừ rất là đẹp luôn nha các bác,
Bác xem chưa kỹ chưa rõ, có thể kết bạn với em qua số điện thoại Zalo 0914058115 ạ. Có thể gặp chi tiết hơn và giao lưu với tất cả các bác ạ. Đây cho bác xem ạ. Đó, các đường nét ạ, cắt tỉa rất là tơ tóc và sắc nét ạ. Đây qua bên trên ạ. Đó. Các bác nhân dân đi dân sâu để các bác xem ạ. Đó, các đường đục chạm ạ. Đó, rất là thủ công luôn ạ. Đây bác xem. Đó. Bộ rất là dày dặn ạ, trong ngoài như nhau. Nên phần hông này các bác xem. Và chính giữa đây các bác xem ạ, em ạ. Đó. Bên trong này có ba sàn luôn nha các bác đây ạ. Đó, các bác có thể trưng bày đồ ạ, đó, đồ sứ và tượng ạ, đó, theo sở thích của tất cả các bác ạ. Đó. Ở bên trong ạ, đó, là kính nha các bác. Được cơ sở em gia cố rất là chắc chắn luôn ạ. Dạ, với chiếc tủ chùa Bầu thuộc tích Tam Quốc này em cũng xin báo giá giao lưu với tất cả các bác. Giá là 37 triệu ạ. Em cũng bao mình phí ship toàn quốc cho tất cả các bác ạ. Và sản phẩm tiếp theo em muốn giới thiệu đến cho tất cả các bác đó là chiếc một đó là một chiếc bàn thờ ông Địa ạ. Chiếc bàn thờ ông Địa này có chất liệu là gỗ vụ hay là gọi là gỗ vụ mật. Đầu tiên em cũng xin đo thông số cho tất cả các bác. Em đo tổng chiều cao là 97 cm và chiều ngang em đo là 67 cm ạ. Em sẽ đến gần để em quay chi tiết hơn cho tất cả các bác về chiếc bàn thờ ông Địa này ạ. Bàn thờ ông Địa này có chất liệu là gỗ vụ hay còn gọi là gỗ vụ mật, được làm ốp xà cừ rất là đẹp luôn nha các bác. Đây các bác xem ạ. Đó. Phần dưới bệ đây các bác xem. Đó. Gỗ thì cũng rất là dày dặn luôn nha các bác, làm ốc xà cừ ạ, rất là đẹp luôn ạ. Đó. Đây là những hình con lồng này như các bác, những được khảm ạ. Đó, những trân châu đây trên này này các bác xem ạ. Đó, được khảm như chi luôn nha các bác. Đó, trên đây đã là hai con lồng ạ, hai con lồng trầu nguyệt ạ. Đó, các bác xem. Hãy đi đến sang bên hông đây ạ. Chiếc bàn thờ ông Địa này được khảm ba mặt luôn nha các bác. Đó, bên hông các bác xem ạ, đó ở phía dưới ạ, đó là hai con lồng. Đây các bác xem đi lên trên đây ạ, đó hình cây sen ạ, đó đây là hai con lồng trầu nguyệt đấy nha các bác. Gỗ rất là đẹp luôn ạ, trong ngoài như nhau, rất là dày dặn luôn ạ. Dạ về trước bàn thờ ông Địa này em cũng xin báo giá giao lưu với tất cả các bác. Giá là 25 triệu ạ, em cũng bao miễn phí ship toàn quốc cho tất cả các bác ạ. Và sản phẩm tiếp theo em muốn giới thiệu đến cho tất cả các bác đó là một bức tranh có tên gọi là Vinh Quy Bái Tổ ạ. Đầu tiên em cũng xin đo thông số cho tất cả các bác về tranh Vinh Quy Bái Tổ ạ. Bức tranh có tổng chiều dài là 217 cm và chiều cao là 107 cm ạ. Em sẽ đến gần và em quay chi tiết hơn cho tất cả các bác. Bức tranh Vinh Quy Bái Tổ này có chất liệu là gỗ vụ hay còn gọi là gỗ vụ mật ạ. Lòng ván bên trong, tấm ván bên trong là tấm ván liền luôn nha các bác. Đó. Bức tranh Vinh Quy Bái Tổ này nói về người con thành đạt, nhớ về quê hương ạ. Đó, các bác xem ạ. Đó, các bác xem ạ. Những hình ạ, cây đa dính nào. Đó các bác xem được khảm ốc xà cừ rất là đẹp luôn nha các bác. Để các bác xem ạ, đó những đường nét cắt tỉa ạ, đó rất là chi tiết và sắc nét ạ. Đó, được cắt tỉa rất là có hồn luôn. Đây chính giữa đây ạ, các bác xem ạ, đó khảm ốc xà cừ ốc bảy màu luôn nha các bác. Đó. Các bác xem video thấy hay thấy đẹp có thể cho em xin một like một đăng ký kênh ạ để em có thêm động lực phát triển kênh và giới thiệu đến các bác nhiều sản phẩm hơn nữa ạ. Ở đây đi đến phần điểm ngoài khung này các bác xem ạ, đó những đường oval ạ, đó những đường dây neo liên chi ạ, được khảm ốc xa cừ rất là đẹp luôn ạ. Đó.
À, những đường truyện. Đó, những đường truyện này các bác xem ạ. Được đục chạm ạ. Quanh liềm khung luôn nha các bác. Dạ, với bức tranh Vinh Quy Bái Tổ này em cũng xin báo giá giao lưu với tất cả các bác. Giá là 18 triệu ạ. Em cũng bao miễn phí ship toàn quốc cho tất cả các bác ạ. Và các bác ở xa nghe chi phí chưa rõ có thể kết bạn với em qua số điện thoại cũng là số Zalo của em 0944058115 ạ. Em có thể gửi ảnh chi tiết hơn và giao lưu với tất cả các bác ạ. Em cũng xin dừng video ở đây. Hẹn các bác ở các video tiếp theo ạ.